Trong lúc cả nước đang chung tay phòng chống dịch COVID-19, thì có nhiều đối tượng đã không chấp hành quy định mà có hành vi chống đối lực lượng chức năng. Vụ việc vừa xảy ra tại chốt kiểm dịch COVID-19 tại xã Đắc Man, huyện Đắc Gờ Lây. Kết quả, đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đắc Gờ Lây ra quyết định khởi tố bị can về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, vào chiều ngày 15 tháng 6 năm 2021, Phan Trọng Hậu, trú tại huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, điều khiển xe mô tô lưu thông theo hướng từ tỉnh Quảng Nam đi tỉnh Kon Tum. Khi đến chốt kiểm tra phòng chống dịch COVID-19 thuộc xã Đắc Man, huyện Đắc Gờ Lây, đã không chấp hành hiệu lệnh dừng xe mà điều khiển xe bỏ chạy. Lúc này, tổ cảnh sát giao thông thuộc trạm cảnh sát giao thông Ngọc Hồi đang làm nhiệm vụ gần đó nhận được tin báo nên đã tổ chức chốt chặn, ra hiệu lệnh dừng xe nhưng đối tượng vẫn không chấp hành và tiếp tục bỏ chạy. Tổ công tác đã tiến hành truy đuổi khoảng 2 km thì dừng được phương tiện của đối tượng. Sau khi truy đuổi đối tượng đến khoảng km 1416 trước cổng Ủy ban Nhân dân xã Đắc Man thì chúng tôi đã ép được xe của đối tượng vào lề đường bên phải và yêu cầu đối tượng xuống xe, xuất trình giấy tờ. Trong quá trình đang làm việc thì đối tượng có thái độ là không hợp tác và đã có những lời nói là lăng mạ, xúc phạm chúng tôi. Tổ công tác đã kiên trì giải thích và yêu cầu đối tượng quay lại chốt kiểm tra phòng chống dịch để khai báo y tế. Nhưng đối tượng đã không chấp hành mà còn có lời nói thách thức, đồng thời còn bất ngờ dùng chân đạp vào bụng đại úy Lê Trung và dùng tay đánh trúng mũi thượng úy Bùi Quang Nghĩa gây sụp sống mũi. Vì muốn đi nhanh lên thành phố Kon Tum và nghĩ là bản thân mình không mắc bệnh nên không quay lại để làm kiểm tra dịch. Về hành vi của bị can thì bị can cảm thấy là hành vi bị can là hơi về phần mình thì tự nhiên sai sót. Sai lầm là do là không kiểm soát dịch và cũng như là nóng tính xảy ra việc chống người thi hành công vụ. Quá trình điều tra thì bị can Phan Trọng Hậu đã nhận thức được cái tầm quan trọng của công tác phòng chống dịch COVID-19 trong giai đoạn hiện nay và bản thân bị can cũng đã nhận thức được cái hành vi của bị can là sai, là vi phạm pháp luật. Và qua cái vụ việc này thì chúng tôi cũng khuyến cáo đến người dân nên chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác phòng chống dịch. Hành vi của đối tượng Phan Trọng Hậu sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm minh. Trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp, mỗi người dân nên nghiêm chỉnh chấp hành và hợp tác với cơ quan chức năng để ngăn ngừa, phòng chống lây lan dịch bệnh, sớm ổn định đời sống.